Dung xin chúc tất cả các anh chị đại lý sẽ có kết quả tốt nhất. Các anh chị sẽ chinh phục được đỉnh MBOT. Bởi vì khi các anh chị đạt MBOT, các anh chị sẽ khẳng định với khách hàng của mình, các anh chị là những đại lý xuất sắc, các anh chị là những người thành công. Và các anh chị sẽ là những tấm gương để cho những chị vào sau có thể nhìn thấy đỉnh vinh quang để cống hiến sự nghiệp cùng Leo trong thời gian tới. Cảm ơn các anh chị, xin chúc các anh chị sức khỏe.